Âm nhạc và đời sống. Đời MMG Band. Tại vì mình phải nhắc hoài, tại biết bao nhiêu quý khán giả hỏi cái band gì, cứ mình cứ nhắc là MMG Band, MMG Band. Ok, hy vọng là quý vị nhớ chúng em, MMG Band. Hôm nay coi như là MMG Band đã mời được một người gọi là rất là xinh xắn. Nhìn thì nhỏ, xinh xắn, nhưng mà giọng ca thì rất là nỗ lực. Mà đặc biệt là lúc nào cũng trẻ trung. Chúc xin biết là hàng mấy năm mà giờ nhìn thấy cũng vậy à. Không hiểu vì sao á. Không biết uống Fukudan hay là của Pai Japan sao. Phải inbox cho em. Em chào là... chúc xin. Đó là ca sĩ. Ca sĩ quên rồi. Nói giỡn, Diễm Liên. Dạ em Diễm Liên. Em chào anh Trúc Sinh. Okay. Vỗ tay. Cho em chào mấy anh, là bữa giờ nhớ mấy anh quá. Anh Trúc Sinh nè. Anh Umiki, anh Kiệt, đánh bass, wear cái mask đó, đẹp trai mà. Rồi anh Tuấn Châu nè, anh Danh, anh khỏe không? Khỏe, hello. Em khỏe không Khanh hả? Khỏe chị, how are you? Nghe đồn là âm thanh lúc này là bá cháy luôn phải không? I can't wait. Đã quá, lâu quá rồi mới được ngồi lên mà hát cho quý vị nghe đây. Cho nên em cũng gắn lông nheo rồi mặc áo đỏ chót đây cho nó có vẻ là sân khấu một chút xíu. Bữa giờ buồn quá rồi. Ok, bữa nay vì bài đầu tiên em giới thiệu luôn Diễm. Thứ nhất là cho cảm ơn MMG đã cho em có cái cơ hội ngồi ở đây để mà hát cho tất cả quý vị nghe. Mong là quý vị có một buổi nghe nhạc thật là thoải mái. Và bài hát đầu tiên là cái bài mà Diễm rất là mê. Bài hát của bác Anh Bằng là lời thơ, ý thơ của Phạm Thành Tài. Mời quý vị nghe bài hát mang tên Anh Còn Yêu Em. Mời quý vị nghe nha. Yes, I'm ready. Rừng lửa cháy, anh còn yêu em như ngày xưa ấy. Chiều xuống mờ sương, cửa đóng rèm buông, gối kề bên gối, môi kề bên môi. Anh còn yêu em, đường xanh ngực nở. Anh còn yêu em, lòng tim dạn vỡ. Tóc dù anh còn yêu em, anh còn yêu em, tranh vênh mi buồn, tranh vênh mi buồn. Anh còn yêu em, nụ hôn xím tím áo nhau quá đêm. Anh còn yêu em, buồm trắng dương cánh khi biển chiều lên. Chiều lên sóng xa êm đềm, sóng xa êm đềm. Anh còn yêu em, người trong giọt máu. Anh còn yêu em, bờ vai mười sáu. Cánh môi thơm mềm, nồng nàn hương ấm. Anh còn I'm
trong giọt máu. Anh còn yêu em bờ vai 16, cánh môi thơm mềm nồng nàn hương ấm. Anh còn yêu em. Âm thanh sướng quá. Thấy Trúc Sinh nói đâu có coi như là nói sai đâu. Nhìn người nhỏ bé mà công lực ghê lắm. Bây giờ em phải giảm, thường thường trong phòng thâu mình phải hát, không có giống như ở ngoài live, em phải giảm một chút xíu. Hơn là nãy là Trúc Sinh nói giảm rồi đó. Để cho có vẻ là trong cái phòng này, bây giờ mình đang cho em Diễm Liên hát thường thường, hát là có quý vị ngồi dưới nghe rồi vỗ tay. Bây giờ trong cái phòng con mình thì cảm giác là mình tự sự nhiều hơn một chút xíu, em thấy vậy. Nhưng mà nó có cái đã riêng đúng không quý vị? Thôi đúng không mấy anh hả? Quá đã là quá đã. Yeah. Thân Kiều em nhiều lắm. Vậy em đi, em mới hát từ năm nào vậy em? Để em nhớ nha. Em qua Mỹ là năm 18 tuổi, nghỉ 1 năm ở bên Texas là 19 tuổi. 20 là em qua Cali nè. 20 tuổi là em qua Cali. Lúc đó là em nhớ là anh Tùng Giang cho em vô thử bài đầu tiên trong phòng thâu, là thử bài rồi từ giọng hát em. Xong rồi em đi chơi thôi, vô thử thôi. Về sau đó là em được vô cái phòng trà của Rich, của chú Chánh. Không biết hồi đó anh có nhớ cái phòng trà đó không? Lúc đó mới có 20 tuổi thì đâu có đủ tuổi để vô đâu. Lén mượn ID của chị mới đủ tuổi để được vô hát. Và từ đó là em hát là coi như là 20 tuổi. Wow. Là tới bây giờ. Tới bây giờ. Vậy là đi hát được 5 năm rồi phải không? Đó, đúng rồi. Chị chưa nói là cho tới bây giờ. Và bây giờ được 5 năm rồi. Từ 20 tới 5 năm là 25 đó. 30 năm rồi. Gần 30 năm rồi. Yes, gần 30 năm rồi. Chị từ từ, chị nổ giống anh Doanh lắm rồi đó. Không thiệt mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Chị nói thiệt, ông nói lời tuổi tác thì kệ nó đi, cái chuyện là tuổi của mình mà đâu có sao đâu, đúng không? You look amazing. Yeah. Amazing. Được cái là an ủi là biết là hôm nay mình sẽ được hát, cho nên thôi dẹp cái đâu qua bên không suy nghĩ nhiều. Dài chị. Yeah. Cho nên tụi em, kệ nó đi. Tụi em chỉ mong muốn chị lên với tụi em dài. Chuyện nếu nhỏ, mà có thời gian là chuyện cứ lên. Nhỏ, khán giả yêu cầu nha, khán giả nha, bài gì ấy? Bài okay, thì bài gì yêu cầu đi. Nhớ cái thời của em là thời early 90s. Cái thời đó thì cái nhạc hải ngoại mình rất mạnh, nhạc nổi tiếng như là mấy cái bài của anh Đức Huy ha. Rất là nổi tiếng, như là người tình gì 500 hay là trăm năm, anh thì nói 500 nhưng mà trăm năm như... Dạ, cái bài này á, em nói thiệt là cái lúc mà em còn ở Việt Nam á, em nghe từ trong Việt Nam mà nghe bằng cái cassette á, anh biết không? Cassette tối rồi phải đeo một cái headphone vô, mình nằm mình nghe, xong rồi mình nghe xong rồi phải thu đi thu lại, mà em nhớ thu đến lúc mà nó cái băng nó bị lòi ra luôn á, cái ruột á. Anh hiểu ý em nói không? Yeah. Cái ruột băng nó lòi ra, nghe mà nghe nhiều quá. Đó là cái bài Người Tình Trăm Năm. Okay. Mình chơi bài này đi. Nha. Hát bài này đi. Chưa, Mr. Yen. Mời quý vị nghe Người Tình Trăm Năm. Mời quý vị ra sẵn nhảy nha. Rồi kệ đó, em mời đại ai ra. Okay, ready? Mong chưa, tác giả. Nhạc sĩ Đức Huy. Everybody know. Nào đó em nhớ có một lần
một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Nếu như có một ngày nào đó em sang ngang, một ngày nào đó em xin chúc anh được nhiều hạnh phúc, cho em luôn luôn được gì em muốn, bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn hiến dâng với em, anh mãi là người tình trăm năm. Những vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó anh sẽ biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn ái ân với em, anh mãi là người tình trăm năm. Comment nữa, cái này là làm anh em nhức đầu từ hồi episode 1 cho tới bây giờ. Đó là yêu cầu kết nối nhạc sĩ ở khắp nơi jam với MMG Band. Thì từ đầu chương trình tới bây giờ thì Quốc Khanh đã đọc cái chương trình này, một trong những episode đầu tiên của Âm Nhạc Và Đời Sống. Và anh em đã suy nghĩ rất nhiều làm sao mà có thể thực hiện được chuyện này. Thật sự nó quá khó đi, nhưng mà đã kiếm được một cách làm thử. Coi như episode của chị Diễm lấy là làm thí nghiệm luôn. Thí nghiệm ha. Và thí nghiệm đúng một người nhạc sĩ mà mê chị Diễm nữa. Wow. Và anh ấy cũng là bạn thân, rất thân của anh em ban nhạc MMG. Riêng Quốc Khanh thì là từ hồi mà mới đi hát ở bên Úc, đã gặp được anh trong ban nhạc Queen Bee của anh.
Thì tạm thời bây giờ màn ảnh quý vị coi là có 6 ô. Thì ô của Quốc Khanh sẽ nhường cho anh Phụng từ đây. Tuy Quốc Khanh không còn, quý vị không còn thấy nữa, nhưng mà vẫn nói chuyện được, không sao. Nhưng mà mình sẽ nhường cho cái ô của mình cho anh Phụng. Sau đây sẽ xin quý vị chào đón anh Phụng, một tay guitar rất rất là hay từ ở bên Úc. Anh Hoàng Phụng. Anh Phụng, how are you? Welcome. Lady and Furniture. Hello, nghệ sĩ Hoàng Phụng. Chào, chào luôn tất cả quý vị khán giả đang coi chương trình âm nhạc và cuộc sống khắp nơi trên thế giới nha. Hello Quốc Khanh, anh em khỏe không? Hai anh, khỏe. Bên khỏe anh là không, giờ em? Là còn buổi trưa hả? Bên anh là giờ đang là buổi trưa đó. Bên em là giờ này là gì đây, tối hay sao? Bên đây cũng khuya tối rồi anh. Chiều tối tối rồi. Vậy hả? Wow. Làm việc hôm nay cả ngày chắc cực ha. Mỗi lần set up thì cũng mệt thiệt, nhưng mà vui lắm anh ơi. Rồi bây giờ anh có đóng góp gì được đâu trong chương trình này anh không? Nhiều chứ. Anh dễ gì mà trốn khỏi tụi em. Muốn anh làm gì, đờn hay hát xịt hay múa dẻo? Surprise nha anh Phụng nha. Giới thiệu bài nào quýnh bài đó, dân chơi không sợ mưa rơi đúng không anh? Và sau đây đúng rồi. Mời quý vị cùng với các anh em chúng tôi nghe bài hát rất hay, nhạc của Bác Anh Bằng và lời thơ của Nguyên Sa. Bài hát mang tên Mai Tôi Đi. Nhớ báo tàu mạnh cho anh. Khoan, để anh dặn Phụng. Đúng rồi, anh đâu biết tàu gì đâu, anh đang ngồi đây coi như là giống như điếc đặt, không biết anh em chơi tông gì. Anh Tuấn dặn gì kìa. Phụng ơi. Anh Tuấn. Ok, bây cái bài này tôi sẽ đánh intro, còn vô trong bài tôi đệm, rồi Phụng cứ lót rồi solo thoải mái nha. Rồi. Rồi, si thứ Boston tempo 60. Rồi, Phụng theo mấy anh nha. Ok. Vui quá, cái này vui nè, Khanh chị thích nè. Hên xui chị nó. Hên xui đi, kệ chơi luôn. Không sao hết. Đúng rồi, mời quý vị sang nhảy luôn nha, điệu Boston đúng không? Vô. Giờ anh đếm vô. Giờ anh đếm. Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ. Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội. Nhưng chậm thế nào thì cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc, những lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày. Cho dù cách nào thì cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Mai tôi đi, xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ. Đời trăm muôn góc phố, con đường dài thật dài, thẳng mãi có bao nhiêu, thẳng mãi có bao nhiêu. Mai tôi đi, xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền. Dù môi kêu đắm đuối, hãy mặt nồng một chữ, cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi. Mai tôi đi, chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau.
dài thật dài. Thằng mãi có bao nhiêu, thằng mãi có bao nhiêu. Mai tôi đi xin đừng gọi tên, thêm nhiều muộn phiền. Dù môi kêu đắm đuối, hai mặt nồng một trời, cũng đành lòng xa thôi, cũng đành lòng xa thôi. Mai tôi đi, chắc dòng sông sẽ nhớ, nhưng dù sao nhớ nhung rồi sẽ mờ. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau, mình cũng sẽ xa nhau. Muôn vạn u sầu rồi cũng sẽ xa nhau. Mình cũng sẽ xa. Trời ơi, lâu quá không có gặp Diễm Liên nha. Dạ, ở bên đó cuộc sống bên Úc bình thường lại chưa không anh? À, chưa, vẫn còn bị... Cũng chưa có quay địa làm bình thường, cũng như là chính phủ mới xả chút đỉnh thôi. Cho hai người lại nhà thăm thôi, còn ngoài ra vẫn giống như bên Mỹ, anh nghĩ là giống bên Mỹ. À, chào nhạc sĩ Hoàng Phụng. Khỏe không? Khỏe chào không? Chú Kỳ. Chú Kỳ lúc khỏe này, không? À, lúc này cũng thở đều đều hả? Cũng còn thở hả? Trời mấy chú nó thở không có đúng nhịp. Lúc thì chạy nhịp, lúc thì chạy chậm nhịp. Mấy chú biết không? Trời ơi, tôi với chú Phụng là chơi nhạc nhau từ hồi nhỏ xíu luôn á. Từ thời mà đứa nào nấy cũng còn súng hai cái răng cửa đó. Mà ta nói là bạn thân đó, bạn thân lắm đó, mà thân anh ấy lo. Chúc sức khỏe có nha. Duyên quá, chú Kỳ có duyên, thiệt là có duyên. Thôi ta nói tình yêu tuyệt vời thiệt ha. Tình bạn cũng tuyệt vời lắm à. Tình yêu bạn bè. Hôm nay là cũng mới có mấy năm thôi thì mới đờn lại cho Diễm Liên hát. Nhưng mà đối với Trúc Sinh với lại chú Kiệt là hình như là chắc được đờn chung chắc cũng hơn 20 năm rồi nghe mới được đờn chung lần đầu tiên nha. Wow, vậy là đặc biệt lắm đó nha. Yeah. Vinh dự. Mấy, lâu lắm rồi, từ ngày mà đôi ngã chia ly tới giờ là đâu có được đờn chung tới bây giờ đâu. Đúng không, Trúc Sinh? Vậy là tình cờ kiếm được cách mà cho anh em đờn chung với nhau luôn sau 20 đây năm. Là cái, đây là cái dịp hội ngộ rất là đặc biệt đó. Anh với Kiệt là xa nhau 30 năm rồi. Đúng không chú Kỳ? Mình xa nhau 30 năm rồi, đúng không? 30 năm rồi. 10 năm không gặp, giờ nhậu cho đã. Giờ nhậu cho đã. Anh bao em đi rồi tôi, mình tính sao? Tôi thích nhậu, tôi thích đi chanh muối của chú Kỳ à. Anh bao em đi rồi mình tính sao? Ok. Ok. Rồi bây giờ mình làm gì tiếp đây cho bà con đi. Rồi bài kế đi. Bài kế giật giật đi, lựa cái bài giật giật cho đã chút xíu đi. Nha. Bây giờ anh em mình jam với nhau bài tình yêu tuyệt vời nha. Đây là một bài hát giật mà rất là đã, cũng nhạc vào lời của bác Anh Bằng. Tình yêu tuyệt 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 giờ. Khoan để anh dặn Phụng cái. Dặn nữa mấy hai ông guitar đi điều chỉnh. Anh có đánh không? Guitar quýnh tùm lum. Phụng ơi. Dạ. Bài này là tôi mình đổi đi thọc xanh nha, đừng điện nha.
Vậy là Phụng qua đánh đờn điện luôn đúng không? Đúng rồi, cái phần đệm okay, tôi đệm hết. Chờ cái chút xíu, solo 1 minute đi đổi đờn là ông cứ solo đi ha, phần đệm để tôi đệm hết cho. Chờ 1 second được chứ anh kêu khán giả đợi nguyên phút. Anh kêu 1 minute. 1 minute. Rồi 1 second, 1 second. Okay. Phá thử nha. Quá đã. Vui thì có Khanh ơi. Mấy anh em vui quá. Hát hò cũng thành vấn đề luôn. Miễn chuẩn bị đờn xong chưa? Ok, ok. Đợi, tôi đang đợi Phụng rồi tôi mới gõ nhịp vô. Rồi, xong chưa anh Phụng? Rồi. Rồi, vô. Đợi Phụng đi, rồi. Ready. Rồi, bỏ cái can lên là quất liền nha. Báo tông, báo đồ chắc ăn chưa? Rồi, pha cho thử. Cho biết tông. Pha thứ. Tôi đệm hết, rồi, ông cứ chỗ luôn. Nào trống là ông cứ lót, cứ solo vô đi. Rồi, anh vô anh count in. 'Âm nhạc và đời sống' xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của chương trình khắp nơi trên thế giới, và cũng mong chúc cho chúng ta vượt qua được cái nạn dịch COVID mắc dịch này, và USA and Australia go back strong than before. We'll be stronger than before. Thank you, anh Phụng. Chàng pháo tay cho anh Phụng. Yay. Bye bye anh Phụng. See you next time. Bye bye. Dạ rồi, thank you. Một niềm vui quá vui luôn, quá vui luôn. Mong quý vị đã enjoy những tiếng đờn của anh Phụng và gặp gỡ anh Phụng trong chương trình này. Thì MMG sẽ rất cố gắng tiếp tục mời những người bạn ở xa
tại vì bây giờ gặp nhau thì rất khó, cho nên là sẽ cố gắng gặp gặp gỡ các anh em nghệ sĩ, nhạc sĩ ở xa để join MMG Band trong những chương trình kế tiếp. Chúc tất cả quý vị giống như hồi nãy mình không say goodbye nữa mà see you next episode. Yeah. Thank you, we love you. Bye. Bye. Không để nó không bye mà. See you. Rồi đến nhà Kiều. Chào.